Thưa quý vị, dự kiến ngày 8 tháng 2 tới đây, cùng với 11 tỉnh thành quân khu 5, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Để buổi lễ diễn ra theo đúng kế hoạch, hiện nay các địa phương đã hoàn thành việc phát lệnh gọi nhập ngũ, cùng với đó là hoạt động gặp mặt, thăm hỏi động viên để thanh niên yên tâm lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Thanh niên Đoàn Văn Tuấn ở phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê đang có công việc ổn định về công nghệ thông tin tại thành phố Đà Nẵng. Sau khi khám sức khỏe và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023, Tuấn vui vẻ lên đường nhập ngũ bởi muốn khám phá một môi trường quân đội đã được xem trên phim ảnh và mạng xã hội. Năm nay, quận Thanh Khê sẽ có hơn 220 thanh niên ưu tú nhập ngũ và cũng như Tuấn, hầu hết thanh niên rất háo hức lên đường nhập ngũ. Từ chương trình sau nhập ngũ hiện tại đang hot trên mạng xã hội nên sau nhiều lần xem và em quyết định viết đơn tình nguyện để tham gia nhập ngũ nghĩa vụ quân sự để thử thách bản thân mình và rèn luyện cơ thể. Khám tuyển chúng có lại nhập ngũ thì em cũng cảm thấy hơi lo lắng và nhờ sự động viên của gia đình và bạn bè cô chú ủng hộ em tinh thần. Tinh thần của em bây giờ cũng vui vẻ, thoải mái và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của quân sự đưa ra. Đến ngày 19 tháng 1, 56 xã phường thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất công tác phát lệnh gọi nhập ngũ cho thanh niên trên địa bàn. Các địa phương tổ chức gặp mặt trao lệnh trong không khí ấm cúng để thanh niên và gia đình có dịp bày tỏ tâm tư nguyện vọng bản thân trước ngày lên đường. Câu chuyện cũng gần gũi hơn khi lãnh đạo địa phương chia sẻ tình cảm, gửi gắm niềm tin, mong công dân nhập ngũ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ tại đơn vị. Phường đã chủ động họp hội đồng quân sự của phường để phân công các thành viên hội đồng nắm chắc, bám sát địa bàn đối với từng các em thanh niên, rồi phối hợp với quân dân chính đảng khu vực để nắm chắc tình hình tư tưởng, điều kiện hoàn cảnh kinh tế của gia đình các em. Qua đó thì báo cáo kịp thời cho hội đồng ngũ quân sự của phường để có các cái giải pháp từ nay cho đến khi giao quân đảm bảo giao quân đủ cái chỉ tiêu. Chất lượng năm nay thì do làm tốt công tác chuẩn bị của hội đồng nghĩa vụ sự các cấp, do vậy mà cái chất lượng về sức khỏe, từ trình độ văn hóa của thanh niên có thể nói là cao hơn các năm trước. Đặc biệt là trước Tết Nguyên Đán thì chúng tôi đã chỉ đạo cho hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, đặc biệt là cấp ủy chính quyền địa phương tiến hành gặp gỡ động viên thanh niên cũng như gia đình thanh niên để họ yên tâm lên đường nhập ngũ. Đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì có cái tặng quà cũng như là hỗ trợ cho thanh niên trúng tuyển để yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm nay, Đà Nẵng sẽ giao 1.015 quân cho 7 đơn vị của Bộ Quốc phòng và 5 đơn vị thuộc quân khu 5. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền và làm tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm chú đáo đến các gia đình thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn, từ đó động viên các thanh niên yên tâm và hăng hái lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.